Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cù Lao Dung khóa 13 vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và đề ra nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự sáng tạo linh hoạt, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện xuống giống 10.620 ha, đạt 119% chỉ tiêu nghị quyết. Về chăn nuôi, tổng đàn heo 12.235 con, đạt 101,96% chỉ tiêu nghị quyết. Đàn gia cầm 146.800 con, đạt 112,92% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng sản lượng thủy hải sản ước thực hiện 27.530 tấn, đạt 103,11%. Triển khai vận hành các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, tiến hành nạo vét, gia cố các công trình xung yếu. Quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung thực hiện tốt. Ông Nguyễn Văn Sắc đánh giá cao những kết quả Cù Lao Dung đã đạt được và lưu ý các chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2022 cần được nghiên cứu, xem xét, dựa trên tình hình thực tế, địa phương đảm bảo tính khả thi, đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, khu vực biên giới và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2022, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng các chủ trương, đối sách về công tác biên phòng, không để bị động bất ngờ phòng chống dịch COVID-19 và các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp với địa phương trên địa bàn đóng quân, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nơi đóng quân. Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành vừa tổng kết năm 2021, năm nay công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%, tập huấn và huấn luyện đối tượng dân quân tự vệ được 897 đồng chí. Huấn luyện cán bộ đơn vị tiểu đoàn khung thường trực huyện có 89 đồng chí tham gia, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 đạt 100% kế hoạch, tổ chức thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện trong các ngày lễ Tết Nguyên đán, Tết Chon Cha Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer, hỗ trợ các cháu thiếu nhi trang trí bàn thờ Tổ quốc với tổng số tiền trên 150 triệu đồng, đề xuất thành lập 30 khu cách ly y tế tập trung công dân và 8 khu điều trị bệnh COVID-19. Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành đã đề nghị khen thưởng cho 11 tập thể và 233 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào năm 2021. Ủy ban nhân dân thị trấn Trần Đề tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Cuộc diễn tập được tổ chức vận hành cơ chế và thực hành xử trí tình huống, chuyển lực lượng vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh. Qua buổi làm việc, cuộc diễn tập đã hoàn thành các nội dung chương trình theo đúng kế hoạch, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo chỉ đạo theo cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang làm tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng xử trí các tình huống bảo vệ vững chắc khu vực chiến đấu phòng thủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định số 3063 về thời gian tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, đối với cấp trung học phổ thông và tương đương, dự kiến cho học sinh đến trường từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Đối với cấp trung học cơ sở và tương đương, dự kiến cho học sinh đến trường từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Cấp tiểu học và mẫu giáo dự kiến vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 và đối với nhà trẻ tạm dừng đến trường cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát. Căn cứ vào thời gian nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học năm 2021-2022, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho phù hợp và triển khai thực hiện.